Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay Nhân bị một đám cái trẻ trâu người đất sét bao vây các bạn ơi. Nhưng mà rất may là Nhân có được một cái cây đũa thần các bạn ơi. Ấy, cây đũa thần này có sức mạnh vô địch luôn đấy. Nhân chỉ cần dậm xuống đất một phát là cái bọn trẻ trâu xỉu nhi bắn hết ra ngoài luôn các bạn ơi. Nha các bạn nha, cái game này Nhân chơi hơi bị hay luôn nhá. Các bạn ơi, các bạn nếu thấy cái video của mình hay nha, nhớ like video và đăng ký kênh nha, ủng hộ mình nha các bạn nha. Mình là người mới làm YouTube, rất mong được sự ủng hộ các bạn nha. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh nha. Đừng quên nhấn cái chuông thông báo nha, ủng hộ mình nha, giúp mình đạt được cái nốt bạc nha các bạn ơi. Ok, let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt cái bọn người đất sét thôi, với sức mạnh của cây đũa thần nha các bạn nha. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, trời ơi, đây rồi các bạn ơi. Lần này Nhân sẽ phải dùng sức mạnh của cây đũa thần này cho một đám trẻ trâu người đất sét kia rơi hết xuống dung nhai nha các bạn nha. Ok, lần này Nhân sẽ nâng cấp sức mạnh này các bạn ơi. Đấy, rồi ok. Nào cây đũa thần ơi, hãy giúp tôi đi nào, giúp tôi đi. Trời ơi, mấy cái tên xỉu nhi này đông quá các bạn ơi. Nào nào, được rồi, sức mạnh của cây đũa thần đã được nâng lên các bạn ơi. Nào nào nào, bọn xỉu nhi này cân hết luôn. Các mị nùi ra, yeah các bạn ơi, yeah. Ui, đông quá các bạn ơi. Rồi để em nhân đuối giời ơi, thả cái cục đá xuống các bạn ơi. Bọn mì tuổi gì ta có sức mạnh của cây đũa thần nha, yeah. Chặng đường về đích của Nhân càng ngày càng đông các bạn ơi. Bây giờ nó còn xuất hiện cả những cái tên mà người đất sét khổng lồ nữa các bạn ơi. Bây giờ Nhân sẽ chọn chúng xuống hết dung nhà cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha, để mình có động lực. Úi trời ơi, bọn nó rơi hết xuống rồi, bọn nó tự rơi xuống nha các bạn nha. Nào nào nào, các mi tuổi gì, hãy xem sức mạnh của ta đây. Boom, yeah, cây đũa thần trong tay ta sức mạnh vô địch luôn. Nào nào các mi đến đây. Boom, hãy xem phát cuối đây. Boom, yeah. Ok các bạn ơi, ok các bạn ơi, yeah. Trời ơi, về đích rồi. Đường về đích của Nhân nó nắm cái bọn chà châu đất sét này, nó bao vây lắm các bạn ơi. Các bạn nhớ like ủng hộ mình nha. Rồi, bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký nha. Nhân sẽ cho bọn này xuống dung nhang nào. Cây đũa thần ơi, hãy giúp ta thoát khỏi cái bọn xỉu như chà châu này đi. Boom, ui trời ơi. Boom, yeah. Boom, nào nào đến đây tên xỉu như này. Boom, trời ơi, quá đơn giản luôn. Lần này ôi dân nào, viên đá đâu, viên đá đâu rồi. Úi giời ơi, bật một phát cho con này bay hết đi luôn các bạn ơi. Ấn vào cái nút này nha, là cái gỗ đây nó tự bật luôn. Đấy, Nhân sẽ nửa hai thật xỉu nhi này đến đây nào. Boom, yeah, let's go. Rồi, ui giời ơi, đông quá, đông mà ta sợ, ta không sợ các mi đâu, các mi phải sợ ta vì ta có cây đũa thần này. Yeah, nào đến đây, đến hết đây đi, về đích rồi các bạn ơi. Trời ơi, có cây đuôi thần nữa, về đích nó dễ lắm các bạn ơi. Ok, let's go. Lần này Nhân sẽ phải nâng cấp này, bọn này nâng cấp lên cho nó khỏe nha. Rồi để cho bọn này thua luôn. Rồi, cây đuôi thần này sẽ giúp ta trở về nhà một cách an toàn các bạn ơi. Rồi ôi, dưới đây là dung nhang đấy, các mi phải sợ đi là vừa. Rồi, mây tên xỉu nhi này, cây đuôi thần của ta có sức mạnh vô địch luôn. Các bạn ơi, các bạn xem nha, nếu thấy hay nha, đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Rồi, ok, let's go. Trời ơi, anh ơi, các anh yếu quá. Với sức mạnh của cây đũa thần trên tay thì Nhân có thể cho bọn xỉu nhi trẻ trâu này không bao giờ đánh thắng được Nhân luôn các bạn ơi. Ok, let's go. Boom chiu các bạn ơi. Nào đấy nha các bạn nha, khi đốt thần nó phát sáng lên phải nha, thì chúng ta có một sức mạnh kinh khủng luôn. Các bạn xem đây, boom đấy, các bạn thấy chưa, trời ơi, boom, yeah. Ui đông lắm các bạn ơi, càng ngày càng đông nha các bạn nha. Trời ơi, không biết một mình Nhân còn đấu chọi được với bọn nó không các bạn ơi. Cố lên nào, hít nhá, đủ nó vậy luôn các bạn ơi, cho nó chất luôn. Boom các bạn ơi. Ui rồi ôi, Nhân sức mạnh vì thưởng quá chứ. Nào đến đây, các mi quá yếu thôi. Đấy, có cái cây đũa thần này, không ngờ Nhân quá mạnh đó các bạn ơi. Không sợ một tên xỉu như chà châu đó luôn. Nào, boom, yeah, các mi vào hết đây. Ta có cây đũa thần ở đây, chả sợ ai đâu. Đến hết đây đi các em ơi, boom. Rồi, này Nhân đùn bọn này cho nó rơi hẳn xuống đích luôn, cho nó chết các bạn ơi. Còn mấy cái tên xỉu nhi đó, Nhân ra cho tiêu diệt lốt nha. Rồi, xem đây, vào hết đây, boom, yeah. Ui, vẫn còn các bạn ơi. Trời ơi, cái bọn xỉu nhi này
nó đã yếu mà nó còn đòi thích ra gió các bạn ơi. Rồi còn một tên nữa thôi, tên kia đi luôn các bạn ơi, rồi về đi nha. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy cái video của mình hay nha, nhớ like video và đăng ký kênh nha. Đấy, mình là người mới làm YouTube ý, về game nên rất mong một sự ủng hộ các bạn nha. Các bạn like thật nhiều, đăng ký thật nhiều, ủng hộ nhân nha các bạn nha. Ok, let's go. Nèo nèo nèo, anh ơi anh, anh quá yếu rồi anh ơi. Nào kệ đu thuật, ô đây là đồng đội của nhân này các bạn ơi. Ô không phải đồng đội của nhân các bạn ơi. Nào, ui giời ơi, ui ra mà đến là bọn người tím này xuất hiện các bạn ơi. Trời ơi, bọn này nó còn có súng nữa cả. Ghê thật đấy, nguy hiểm các bạn ơi. Nguy hiểm đấy, trời ơi, bây giờ nhân ta cố gắng đi thôi các bạn ơi. Càng ngày anh em vẫn lên cao càng khó luôn. Bây giờ bọn nó còn có cả súng nữa cơ các bạn ơi. Được nào, mi màu tím mà. Anh màu tím, ui, để rồi các bạn ơi, có thằng nào bắt súng các bạn ơi. Ui, ghê gớm quá đi. Trời ơi. Trời ơi, càng cao càng khó nhỉ. Không biết cây đu thuật á có giúp nhân chiến thắng được cái trò chơi này không các bạn ơi. Trời ơi, các bạn phải like video nha, ủng hộ mình nha, để mình có động lực và chiến thắng cái trò chơi này các bạn ơi. Boom, yeah. Trời ơi các bạn ơi, lần này là màn khó này. Khó này các bạn ơi. Rồi, nốt màn này sẽ đến cái màn cuối cùng các bạn ơi. Màn gặp mấy cái tên cực tướng luôn các bạn ơi. Mấy cái tên mà rất là chặt châu xỉu nhi luôn, nhưng mà nhân có cây đối thần, nhân hy vọng là nhân sẽ đánh thắng được bọn nó nha. Các mi vào đây, không sợ đâu, ta không sợ các mi đâu, ta sẽ cho các mi biết thế nào là nê độ sức mạnh của nhân BB. Đi một vòng nữa các bạn ơi, cho nó biết tay luôn. Boom, tất cả các mi hãy đến đây, sức mạnh của ta đây, yeah. Rồi, boom. Ôi vẫn đằng sau vẫn còn các bạn ơi, bốn thằng nối đuôi nhau mà. Đây rồi, một đám này các bạn ơi, nhận đủ nó xuống luôn. Boom, yeah, sẵn đây, không sợ các mi tí nào luôn. Trời ơi, không sợ luôn, cho biết tay luôn. Ta là người tốt, ta và các bạn đang xem video của ta, các bạn ấy luôn ủng hộ ta, các bạn like video ủng hộ ta thì các mi không thể nào mà thắng được đâu nha. Nè. Rồi các bạn ơi, tiêu diệt hết cái bọn xỉu như chả châu rồi. Bây giờ là tới cái màn hơi bị khó các bạn ơi. Đây là cái màn 10 nha các bạn nha. Trời ơi, màn này là nhân phải gặp cái bọn cớm rồi, anh em gặp cái mấy cái bọn khỏe nhất đấy. Ngay từ lúc level đầu tiên đã gặp mấy cái thằng người khổng lồ các bạn ơi, nhưng mà nhân sẽ tiêu diệt bọn này đấy thôi. Trời ơi, anh dạy ơi, các anh quá yếu luôn để thắng em đó. Bùm. Nào, trời ơi, lần này quá yếu luôn. Ui, trời ơi các bạn ơi. Ôi, không phải yếu đâu nha. Trời ơi, bọn chú không phải yếu đâu. Ui, hết đợt này nó đến đợt khác nha các bạn ơi. Chết rồi, lần này là nhân phải dùng hết sức khả năng của mình. Ui, oh my god. Trời ơi, có mấy cái tên một tí nó bắn súng nguy hiểm quá các bạn ơi. Oh my god, yeah. Nhưng mà nhân vẫn về đích được các bạn ơi. Trời ơi, cây đuôi thần của nhân á. Nhân ngoại, nhân tập trung, nhân chơi á. Nhân vẫn thắng luôn các bạn ơi, để về đích luôn chứ. Trời ơi, tưởng thế nào. Ôi, lần này nhân được này thì quay các bạn ơi. Ôi, nhân quay được cái gì, nâng lân cấp được các bạn ơi. Có tiền là phải lân cấp luôn. Rồi, bây giờ là đến map khác rồi. Map ngoài biển này các bạn ơi. Úi trời ơi, bùm, trời ơi. Ôi các bạn ơi. Ô các bạn ơi, lần này nhân bị mất cây đũa thần rồi các bạn ơi. Lần này nhân đang dùng cây gậy các bạn ơi. Trời ơi, cây gậy này thì khó ăn bọn chúng lắm đây. Rồi, cố lên không sao. Ôi trời ơi, cây gậy này khi chúng ta đầy cái màu vàng rồi, cái gậy này nó bắn xa lắm các bạn ơi. Nhưng mình cảm giác là cái đũa nó vẫn ngon hơn nha. Cái gậy này nó hơi khó các bạn ơi. Trời ơi, nhân đang bị bọn nó tấn công rồi. Khó rồi các bạn ơi. Khó rồi chứ. Ui giời ơi, nó run nhân các bạn ơi, tí ngã sắp mặt rồi. Nào, cái mì đến đây. Ta không sợ cái mì đâu. Rồi, nào các bạn ơi, đừng quên nha, like video ủng hộ mình nha. Rồi, các bạn đăng ký kênh đi đấy, và nhấn cái chuông thông báo nữa, khi nào mình ra nhiều video hay các bạn xem luôn nha. Bây giờ mình sẽ tập trung vào tiêu diệt cái bọn xỉu nhi này đã, bọn nó khỏe lắm các bạn ơi. Nhân vũ khí của nhân thì mất cái đũa thần rồi, bây giờ nhân có cái gậy thần kỳ các bạn ơi. Cố gắng là tiêu diệt bọn chúng nha. Rồi. Bùm. Nào, tên xỉu nhi này các bạn ơi, cuối cùng vẫn chưa về được đích các bạn ơi. Nhân tưởng về đích rồi mà vẫn chưa về được đâu. Ui giời ơi, đông, các anh đông quá, tôi lại sợ các ông quá cơ. Nào, tránh ra cho anh thể hiện nào. Bụp chê, yeah, gậy của nhân to rồi, nhân không sợ, một phát là các mì xuống hết luôn. Cố lên nào, cố gắng đi về đích thôi nào. Ui giời ơi, lần này đông lắm, chết rồi các bạn ơi. Có mấy cái thằng màu tím nó bắn súng ở bên đây các bạn ơi, ghê vậy. Wow my god, ui các bạn ơi, khó rồi, ui never này khó thế, ui đông thế, ui các bạn ơi đông lắm,
Ui trời ơi, ui, ui. Chết rồi, các bạn ơi, bình tĩnh nè. Nhân phải bình tĩnh các bạn ơi, trời ơi, bọn nó khỏe quá. Nào, Nhân sẽ tiêu diệt bọn này, xong Nhân cứ đi về đích cho các bạn ơi. Chứ bọn này khỏe lắm các bạn ơi, mấy cái tên cầm súng này nó có sức mạnh ghê gớm luôn. Không biết về đích bây giờ có tính không ta anh em ơi. Về đích rồi, yeah, đi thẳng về đích luôn chứ. Nhân không dám đấu với bọn chúng đâu, vì bọn chúng nó khỏe lắm, Nhân cũng không có cây đốt thần các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn nha, đã ủng hộ mình nha các bạn nha. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Nhân Bibi. Nhớ ấn vào cái chuông thông báo nữa nha các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Yeah.